Vâng, đi TD Auto xin gửi lời chào và cảm ơn tới toàn thể quý khách hàng trên cả nước đã và đang tin dùng sản phẩm Moto Scantab của DT Auto. Và hiện tại Moto Scantab 2.7 đã hỗ trợ rất nhiều các cái chức năng cao cấp, chuyên nghiệp, thông minh, phục vụ hữu ích cho anh em thợ. Và Moto Scantab là một sản phẩm hiện đại, tiên phong trong công nghệ AI sử dụng trí tuệ nhân tạo để chẩn đoán. Và có thể nói Moto Scantab là một siêu máy khủng long như các anh em đã khai thác và sử dụng nó. Và Moto Scantab và phone chạy rất là mượt mà, ổn định, giao diện đẹp, thân thiện, dễ sử dụng. Và trong thời gian ngắn tới thì DT Auto sẽ tiếp tục ra mắt phiên bản 2.8 với nhiều các chức năng cao cấp hơn nữa để phục vụ cho anh em thợ. Tuy vậy có một vài anh em đang sử dụng máy tính bảng với cấu hình thấp, hệ điều hành thấp của Android. Đặc biệt là một số anh em cố dùng những cái máy tính bảng giá rẻ, cấu hình thấp, độ phân giải màn hình cũng thấp, bộ nhớ đệm nhỏ, không theo yêu cầu cấu hình của bên nhà sản xuất DT Auto đưa ra. Vì vậy, một số trường hợp khi sử dụng Moto Scantab có hiện tượng chậm, tải dữ liệu hoặc thỉnh thoảng có thể bị thoát ứng dụng. Anh em chú ý, đây không phải là lỗi của ứng dụng Moto Scantab mà là do cấu hình của máy tính bảng thấp không thể đáp ứng được. Đây là cơ chế đào thải của những máy cấu hình thấp của chính nhà sản xuất máy tính bảng và Android. Vậy thì để khắc phục tình trạng trên có hai hướng. Một là xóa dữ liệu bộ nhớ thường kỳ khoảng 1 tuần một lần để giải phóng bộ nhớ máy tính bảng để sử dụng. Nếu hướng này không giải quyết được thì chúng ta cần thực hiện theo hướng thứ hai là thay máy tính bảng mới, cấu hình cao hơn, mới hơn như trên website của công ty DT Auto đã yêu cầu. Vậy thì bây giờ kỹ thuật viên sẽ hướng dẫn anh em xóa dữ liệu và tối ưu bộ nhớ trên máy tính bảng hệ điều hành Android thế hệ cũ. Và kỹ thuật viên của chúng tôi sẽ thao tác trên máy tính bảng Samsung Tab A8. Vì vậy khách hàng có thể tham khảo và thao tác tương ứng trên máy tính bảng của mình. Đầu tiên là các bạn sẽ xóa bộ nhớ đệm của ứng dụng Moto Scantab. Chúng ta sẽ vào mục setting của máy tính bảng. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn mục ứng dụng. Bên tay phải thì chúng ta chọn ứng dụng Moto Scantab. Sau đó thì chúng ta chọn vào mục lưu trữ. Tiếp theo thì chúng ta chọn vào xóa bộ nhớ đệm. Thao tác xóa bộ nhớ đệm của ứng dụng Moto Scantab đã xong. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo, đó là xóa dữ liệu giải phóng bộ nhớ cho máy tính bảng. Chúng ta sẽ chọn vào mục chăm sóc thiết bị. Chọn vào mục bộ nhớ. Và chúng ta bấm vào cái mục là dọn ngay. Như vậy sẽ giải phóng được bộ nhớ của máy tính bảng. Vâng, như vậy là việc giải phóng bộ nhớ của máy tính bảng đã xong. Bây giờ thì chúng ta lại tiếp tục kiểm tra và cài đặt lại cái dung lượng RAM sử dụng của máy tính bảng. Thì chúng ta chọn vào mục RAM Plus. Và chúng ta sẽ chọn cái bộ nhớ cao nhất. Ví dụ ở đây là máy tính bảng của tôi đang mặc định là 2GB. Thì tôi sẽ chọn cái dung lượng RAM sử dụng cao hơn là 4GB. Ở trên máy tính bảng của các bạn thì có thể cái dung lượng này nó sẽ cao hơn nữa. Có thể là 6GB hoặc 8GB thì các bạn có thể chọn mức cao nhất. Rồi sau khi chọn xong thì chúng ta cần khởi động lại máy tính bảng. Vâng, như vậy là việc giải phóng bộ nhớ đã thực hiện xong. Sau khi khởi động lại máy tính bảng, bạn có thể sử dụng Moto Scantab như bình thường. Và nếu khách hàng cần hỗ trợ kỹ thuật hoặc mua hàng, vui lòng liên hệ với DT Auto theo số tổng đài 1900 2228 để được trợ giúp.
Chúc quý khách thành công với sản phẩm mô tô scan tab của DT Auto. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách trong những video tiếp theo.